Xin chào các bạn. Các bạn có thấy hôm nay thì trên tay mình à không không phải là trên tay mà là trên mặt mình đang đeo một cái gì không ạ? À? Rất nhiều bạn, rất nhiều bạn khi mà nhìn tới cái khẩu trang đắt tiền này thì đã nói rằng nó quá là giống với một cái gì đó mà đến tháng chị em thường xuyên phải sử dụng. Và đây là cái khẩu trang có thể gọi là đắt nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại, một cái khẩu trang thông minh đến từ LG Và mình cũng đã mua cái khẩu trang này với mức giá khoảng tầm 3 triệu đồng được một thời gian rồi Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ muốn đánh giá chi tiết cho bạn sau một thời gian mà mình sử dụng cái khẩu trang này Nó liệu có mang đến những cái tiện ích hay là nó mang đến những rắc rối gì cho mình trong cái quá trình sử dụng hay không Thì video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn Let's go! Và nếu các bạn nào mà đang quan tâm tới smartphone thì đừng quên ghé qua hệ thống Di động Việt. Hiện tại thì Di động Việt đang phân phối rất nhiều dòng smartphone khác nhau với mức giá cực kỳ là hấp dẫn dành cho các bạn. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay LG Poricare Thì khi mà chúng ta mua cái sản phẩm này với mức giá chỉ là 3 triệu đồng ấy. Tại sao mình lại nói chỉ là 3 triệu thì xíu nữa mình sẽ giải thích Thì sẽ có một cái hộp như thế này Phải gọi là cái khẩu trang có hộp đẹp nhất ở thời điểm hiện tại các bạn ạ. Nó đắt mà cho nên đẹp là điều đương nhiên. Và ở bên trong thì chúng ta sẽ được tặng thêm một cái túi vải nữa, túi nỉ chứ không phải là vải đâu. Thì uh, chúng ta có thể là để cái khẩu trang của chúng ta vào sau khi mà đã sử dụng xong, nó sẽ giúp cho cái khẩu trang của chúng ta trở nên là vệ sinh hơn. Sách hướng dẫn, dẫn sử dụng này ở bên trong thì chúng ta sẽ được tặng thêm một vài những cái không phải là một vài đâu, rất nhiều những cái tấm lọc ở bên trong này nữa các bạn ạ. Và bên cạnh đó sẽ có thêm một cái que. Tại sao lại có thêm một cái que á? thì xíu nữa mình sẽ chia sẻ các bạn đó chúng ta sẽ được tặng khá là nhiều những cái món đồ như vậy vậy tại sao mình lại nói chỉ khoảng 3 triệu đồng là bởi vì để có thể là sở hữu được chọn bộ combo này á thì chúng ta sẽ còn phải bỏ thêm một số tiền kha khá nữa theo những thông tin mà mình nhận được á thì có thêm một cái máy để chúng ta có thể là khử được những cái tấm lọc này á máy hồng ngoại mình nhớ không nhầm là hình như là một cái máy khử hồng ngoại gì đấy á mà mức giá mình nhớ tổng cộng để có thể sở hữu chọn bộ combo nó lên tới khoảng tầm là 5 cho tới là 6 triệu đồng đấy một mức giá phải gọi là cực kỳ khủng khiếp đúng không còn nếu mà chỉ sở hữu mỗi cái khẩu trang này thôi thì chúng ta sẽ không có thêm một cái máy để có thể là tái sử dụng được những cái tấm lọc này nha các bạn cho nên là cũng lưu ý một tí xíu vậy thì còn cái miếng như thế này cái que như thế này á là để chúng ta sử dụng móc vào đây các bạn có thể là móc vào đây này đó ok chưa rồi sau đó thì chúng ta sẽ quàng qua sau cổ móc vô rồi và như thế này đấy bởi vì sao bởi vì một số bạn á đó thấy cảm giác là cái khẩu trang của chúng ta nó tương đối là nặng cho nên là sẽ khi mà chúng ta di chuyển quá nhanh thì nó có thể làm rớt cái khẩu trang thì các bạn có thể làm sử dụng thêm một cái miếng này nha thì nó sẽ giúp cố định cái khẩu trang của chúng ta trở nên là tốt hơn về thiết kế thì ừ đúng thiệt là cái khẩu trang lg này nó hơi hơi giống một cái gì đó mà đến tháng thì chị em sẽ phải thường xuyên sử dụng đấy thì mình thấy rằng là uh, ờ uh, thì cũng không sao cả nói chung là sức khỏe chúng ta mới là quan trọng và cái trọng lượng của cái khẩu trang này nó cũng không hề nhẹ nha các bạn nó cũng phải một trăm mấy gram đấy cho nên là các bạn cũng cần lưu ý nha khi mà chúng ta mang cái khẩu trang này thì đừng có chạy còn nếu mà các bạn muốn chạy nhảy nhá, thì hãy nên gắn thêm một cái que như thế này và thực sự mà nói thì thiết kế của lg procare nó sẽ hơi khó chịu và nó sẽ hơi bất tiện một tí xíu nhưng ở thời điểm hiện tại dịch covid đang diễn biến cực kỳ phức tạp thì mình nghĩ rằng việc mà chúng ta gạt bỏ cái sự khó chịu để lấy một cái sức khỏe tốt là điều quan trọng hơn rất là nhiều các bạn ạ. À. Ở phía trước thì chúng ta sẽ có thêm một cái miếng nhá, không phải là một cái đâu mà chúng ta sẽ có thêm những cái màng lọc ở đây nữa này. Và ở bên trong thì sẽ có một cái quạt để có thể là thông gió. Đây. Đó, hai miếng hai bên luôn. Rất là dễ để chúng ta có thể là lắp đặt các bạn làm đơn giản nó không có có là khó khăn đâu còn ở bên trong thì chúng ta sẽ có một cái lớp cao su và một cái tấm lọc cái việc này các bạn lấy ra nó rất là đơn giản các bạn ạ đấy khi mà chúng ta lấy ra thì nó sẽ như thế này còn bỏ vào thì nó sẽ có sẵn một cái nam châm để hít vào á cho nên là các bạn có thể là dễ dàng bỏ vào mà không cần tốn quá là nhiều sức lực nhưng có một điều các bạn cần lưu ý là ở phía dưới chúng ta sẽ có thêm hai cái ngàm cao su nữa cho nên là các bạn hãy lưu ý nha là nhét thật kỹ để giúp cho trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng á, thì nó sẽ không bị rơi ra còn về cái cảm giác đeo thì mình thấy rằng là khi mà chúng ta đeo ngoài cái việc là nó hơi nặng một tí xíu thì mọi thứ đều khá là ok và bên cạnh đó nữa thì ở bên phía bên trái bên phải chứ thì chúng ta sẽ có thêm một cái cổng USB-C để có thể là sạc pin được trong cái quá trình mà mình sử dụng cái LG Polycare này á khi mà mình phải đi chợ thì khoảng tầm là 1 cho tới 2 tuần thì mình mới phải sạc pin một lần Tùy thuộc vào việc là các bạn sử dụng nhiều hay là sử dụng ít Tại sao lại phải sạc pin? Là bởi vì để cho những cái motor ở bên trong nó có thể là hoạt động và thông gió giúp cho chúng ta Ví dụ như khi các bạn nhấn vào đây này Đây đó thì ngay lập tức cái đèn màu xanh nó sẽ hiện lên và nếu mà chúng ta mang vào thì có một điểm rất hay đó là gì là mỗi lần mà chúng ta hít thở thì cái quạt nó mới bắt đầu quay nha thứ nhất là nó tiết kiệm pin và thứ hai á nó sẽ giúp cho giảm bớt tiếng ồn có nghĩa là gì nó sẽ có thể là mình xin phép là mình sẽ không thể mang được bởi vì mang thì mình sẽ không thể nói cho các bạn thì khi mà chúng ta hít vào thì nó sẽ nó sẽ quạt một cái lượng khí rất là mạnh giúp cho cái trải nghiệm khi mà chúng ta mang á nó cực kỳ là thoải mái và nói chung là nếu các bạn mang trong thời gian dài sẽ không cảm thấy quá là khó chịu và nó sẽ có ba mức nha các bạn ba mức khác nhau thứ nhất á là mức một quạt khá là nhẹ thứ hai là mức nó mạnh hơn và thứ ba là mức cực kỳ mạnh thì cái quạt của chúng ta nó sẽ quay vô cùng là nhanh và cực kỳ là hiệu quả nó rất là mát đó. nó làm cho cả cái khuôn mặt của mình mát hơn và cái quá trình mà mình mang thì mình thấy rằng à, mang một cái khẩu trang y tế nhé khi mà bạn đi xếp hàng hàng tiếng đồng hồ ở ngoài siêu thị để có thể là mua đồ được á nó hơi bí bách và nó cực kỳ là khó chịu nhưng khi mình mang cái khẩu trang LG puricare này mọi người thứ nhất là sẽ nhìn vào và hay tò mò không biết tặng hàng này nó mang cái khẩu trang gì mà nó to thế nhưng sự tò mò của những người khác lại làm cho mình cảm thấy thoải mái thoải mái đây là gì là mặt của mình luôn luôn mát và mình luôn luôn có được một cái không khí trong lành để có thể là hít thở được rất là ok các bạn ạ đó là những điểm mà mình thấy rằng là cái LG Polycare nó cực kỳ là phù hợp dành cho cái thời điểm dịch như thế này và mình nghĩ rằng là các bạn không nên tiếc cái số tiền khoảng 3 triệu đồng để mua cái khẩu trang này đâu Chúng ta hãy mua về và đảm bảo được cái sức khỏe cho chúng ta cái đã Nhưng các bạn cũng cần lưu ý nha Là hiện tại á, hôm trước mình có coi trên tiktok á Thì có một anh công an đã bắt một bạn rap bởi vì bạn đã chở khẩu trang Nghe nói là khẩu trang không phải là đồ thiết yếu cho nên là các bạn nào mà liên quan tới vận chuyển á thì cũng cần lưu ý ha Chúng ta sẽ phải đưa ra được hóa đơn Cũng như là phải quay lại video nếu các bạn đi giao hàng Bởi vì một số bạn công an vẫn nghĩ rằng khẩu trang không phải là đồ thiết yếu thì chúng ta nên quay lại những cái video đấy chúng ta gửi cho cơ quan chức năng để xử lý những bạn công an nghĩ rằng khẩu trang không phải là đồ thiết yếu và đó là những điểm mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về cái khẩu trang LG Polycare còn với những bạn nào mà đang sử dụng cái khẩu trang này rồi thì có những gì chia sẻ đừng quên là hãy comment ở phía dưới của video ngày hôm nay còn nếu xem này đây rồi cảm thấy video này hữu ích còn cái điểm like share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất từ channel của mình còn bây giờ thì Bye.